Mời cô Võ Thị Ngoài. Cô bật mic ạ. Dạ, cô Ngoài có bật đứng mic không ạ? Cô chạm tay vào màn hình của mình và góc trái của màn hình thì sẽ có cái biểu tượng, đó chính là cái micro. Cô chạm tay vào đó và khi đó thì nó sẽ tắt cái gạch màu đỏ trên cái micro đó, là mình sẽ mở được mic ạ. Dạ vâng, được rồi ạ. Dạ cháu cảm ơn cô. Vâng, mời cô ạ. Tôi xin chào cả nhà, tôi xin chào hết cả nhà, chào tiến sĩ Vinh đã chia sẻ nghiên cứu ra sản phẩm Charamatis. Tôi đã bệnh tiểu đường 5 năm, tôi uống đủ thứ hết, mà nay tôi gặp cái nấm này á, là tôi uống nay được 3 hộp rồi. Trước khi uống tôi đi khám là 9 chấm, và bây giờ 3 hộp, giờ tôi còn 6 chấm. Tôi mua một lộ trình để 22 triệu để về vừa uống vừa chia sẻ cho các người lân cận ở láng giềng xung quanh. Và bây giờ có một người là đến đến nhà tôi nói rằng tôi rất mừng vì trước khi đi khám bác sĩ ở Sài Gòn ở bệnh viện 115, nói là bác sĩ nói rằng cô quyết tim lúc thì 1 phút người ta bình thường có 80-90 nhịp, gì mà bây giờ của cổ lên tới 136 nhịp. Cổ bác sĩ la cổ quá trời. Cổ về cổ nói tôi thấy vậy tôi không bao giờ, em đang uống cái thuốc này đi là nó sẽ hạ tim, nó ngưng đều đập đều. Cái nó lấy một hộp nó uống, cái giờ nó uống hôm qua hộp thứ hai, nó nói nó nghe khỏe lắm, đi khám lại là còn có 90 à, 1 phút. Giờ nó rất mừng, nhưng tôi chia sẻ cho nhiều người uống hết một lộ trình 22 triệu rồi. Là bây giờ nhiều người đã bớt bệnh, họ cũng rất vui mừng. Giờ tôi mua thêm một lộ trình nữa là 22 triệu nữa, là chia sẻ được phân nửa rồi. Tôi mong rằng cái này thuốc hay, thầy giỏi này uống chia sẻ cho nhiều người hết bệnh thì rất là tốt. Chia sẻ hết cho mọi người rất tốt. Và cảm ơn tiến sĩ Vinh đã sáng chế ra một cái thần dược này cho mọi người hết, trong khi đó nhiều người người ta tuổi lớn cao nhưng người ta không có hiểu đường rung này, người ta đâu có biết đường đâu bấm để chia sẻ, thì người ta là người ta nói với tôi là người chia sẻ thuốc. Để cảm ơn trên tiến sĩ rất là nhiều. Tôi xin thay mặt những người mà uống hết bệnh như tôi thì tôi người đó, những người đó rất thành thật, cảm ơn hết hết trong trong nhóm của người sản phẩm thuốc này, thì không biết nói gì hơn. Trong khi như vậy thì nhiều người lại nói cảm ơn, tôi cũng cầu mong từ tiến sĩ trên thượng đế nữa cho được uống được khỏe, chia sẻ cho mọi người hết bệnh thì tôi rất vui mừng. Hôm nay nếu ai ngày nay mà có trong phòng gum thì nghe những câu của tôi chia sẻ là lời thật việc thật, chính tôi là người đã kết quả rồi. Một người bạn ở láng giềng uống là mới hồi sáng này nè, lại nhà ngồi chơi nói chuyện ăn với một tô cháo với tôi thì nói như vậy rất mừng, giờ nhịp tim còn có 90. Cô đó chia sẻ cho thêm nhiều người để mua, nhưng mà nhờ thuốc hay thầy giỏi thì cảm ơn nhiều các tiến sĩ, các anh chị em hết trong về phòng room. Như vậy thì không biết vâng nói gì ạ, cháu cảm ơn cô Ngoài, cảm ơn cô Võ Thị Ngoài, vì là cô đã quá cảm động, quá xúc động với lại cái kết quả không những là cho bản thân mình đúng không ạ, mà cô còn giúp được rất là nhiều cô bác anh chị nữa ở gần khu hàng xóm nhà mình, cải thiện được vấn đề sức khỏe rất là tốt. Cháu cảm ơn cô Ngoài rất là nhiều, chúc cô và gia đình luôn khỏe mạnh và cùng lan tỏa thật nhiều giá trị của nấm chaga bét tích nữa cho cộng đồng ạ. Dạ cảm ơn cô.
À. Và tiếp theo thì cháu xin mời cô Vũ Thị Ngoan. Dạ, cháu thấy cô Vũ Thị Ngoan trên màn hình. Cô Vũ Thị Ngoan có thể bật mic chia sẻ cái giá trị mình nhận được từ khi sử dụng nấm trà sữa hay không ạ? Vâng, trên màn hình ô cửa sổ chat thì có rất là nhiều cái lời chúc mừng tuyệt vời đến cô Vũ Thị Ngoại và cô Vũ Thị Ngoại ạ. Dạ vâng, cháu xin mời cô Ngoan. Thưa em, thấy lời đầu tiên tôi rất cảm ơn cái người bạn của tôi là chị Mai An, và thứ hai nữa là tiến sĩ Nguyễn Văn Dinh, là cái người đã mang nấm chaga về Việt Nam và đồng hành cùng các sản phẩm những loại thảo dược khác để đưa ra một cái viên chaga vết tích để cho tôi được sử dụng. Và tôi rất vui ngày hôm nay, tình cờ tôi bảo là thôi tôi mới uống hết 3 hộp, sang hộp thứ tư thì tôi đi đo chỉ số các anh chị cô chú. Nhưng mà hôm nay cái điều hay nhất là tổng thể cơ thể tôi rất hoàn thiện. Từ cái dạ dày tôi đã bị cũng đã hoàn thiện rất nhiều, ít có axit trong dạ dày. Thứ hai, đại tràng. Thứ ba là cái xương khớp của tôi rất ổn định, không có bị cái thoái hóa mê hùng đau. Và cái đo tất cả những cái chỉ số tổng thể trong cơ thể và những cái gì của phụ nữ có, tôi đều hoàn toàn rất tốt. Và hôm nay tôi cảm thấy rất sướng. Bởi vì sao? Chaga để đem lại cho sức khỏe rất nhiều. Và tôi nói với tất cả mọi người, tôi là không có thể là tôi có tiền có bạc để tôi đi giúp mọi người từ thiện. Nhưng tôi sẽ lấy hình ảnh của tôi từ một người bệnh ra và tôi chia sẻ những cái nấm chaga để tới tay mọi người tiêu dùng. Hiện nay là anh chị em của tôi là rất tin tưởng, dùng gần hết. Có những nhiều chị tôi có thể không tin, nhưng tôi chỉ nói một câu. Bản thân em là rất nhiều bệnh hơn chị, tiểu đường sau chị. Nhưng mà em đã hoàn thiện cái chỉ số, nó về mức bình thường hết tất cả. Mà cái da dẻ của em bây giờ nó vẫn khác. Em đi ra ngoài là rất nhiều người rất cảm nhận. Vì trước đây tôi không có dám là hình ảnh tôi lên Facebook anh chị ạ, cô chú. Bởi vì mình rất già, rất xấu. Ngay bản thân nói cũng không nói ra hơi thì lấy đâu ra. Đó, tôi là trào ngược dạ dày có này. Rồi thần kinh tọa này. Thái hóa đốt sống cổ, nó sốc lưng này. Có những khi các anh chị biết tôi đứng tim mà tôi chết lâm sàng các anh chị. Khi tôi đi chuyến Dubai cuối cùng năm 2019, tôi về tôi thấy nhà cửa nó rất bể bộn, không có ai lo. Tôi lao vào tôi làm 1 giờ đêm thì khi tôi nằm xuống là tôi đứng tim. Đứng tim là tôi biết bệnh của tôi là bị đột quỵ rất nhiều lần rồi. Nếu hôm nay tôi không biết cái bệnh đó là tôi đã ra đi thảm cỏ xanh lâu. Nhưng hôm nay là trời đất cho tôi gặp được thầy được thuốc. Tôi nằm viện đã gần 1 tháng anh chị, nhưng mà cứ uống vào là đau dạ dày. Và tôi cũng có nói là tuyệt đối khi mà tôi uống nấm chaga này với chaga vết tích là tôi không uống tiểu đường, không uống xương khớp, không uống đau thần kinh. Tôi nói với anh Dinh Dinh chị không có uống gì hết. Bà chị chỉ uống nguyên bản là của bên em có 2 loại, nấm thô và chaga vết tích là cái viên nang đó. Thì chỉ để coi cái công hiệu của cái thực phẩm chức năng bên em sản xuất tốt cỡ nào. Thì đúng, mới có bắt đầu sang lọ thứ tư có ít viên thôi anh chị. Chỉ số rất rất là đẹp, bình thường trở lại. Tôi cảm nhận theo điều. Và tôi rất mạnh dạn, tôi nói trên mạng xã hội rất nhiều. Tôi nói một, có 2 con đường để lựa chọn thôi. Thứ nhất, uống sản phẩm vào, tăng cường sức khỏe và trẻ lâu và sống lâu với con cháu, còn không chỉ ra đi. Vì tôi thấy trên mạng xã hội chia sẻ, có một cô hôm qua mà tôi chia sẻ cho khắp tất cả những người, cháu còn rất trẻ, nhưng mà trước đây chia sẻ về sản phẩm thì cháu là coi thường, miệt thị, rồi có thể là sân si. Nhưng bây giờ cháu hối hận rồi, cháu có kể, bây giờ cháu hối hận cũng không kịp. Nhưng mà tôi cũng động viên một câu, cháu ơi, trời cho ai sống bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi, không có nói trước được điều gì. Trước đây mà cháu mụ uống thì bây giờ cháu không đến nông nỗi này.
Như cô đây này, cô rất nhiều sản phẩm rất đắt tiền, 50 triệu, 60 triệu đồng trình, nhưng mà nó chỉ giảm lúc đó thôi. Nó không có nhanh như cái sản phẩm này. Mà tôi không biết là cái thần tiên thế nào cái sản phẩm này nó nhanh, hay là anh Dinh anh mát tay. Hầu như tôi thấy là tôi đưa sản phẩm cho ai họ cũng: chị ơi em uống 5 ngày em thấy khỏe lắm chị ạ. Đó là tôi mong muốn trên Zoom này những người mới nên lắng tai nghe và tìm hiểu sâu sắc về sản phẩm, giúp cho chồng con cho nó tội nguyện. Đó, anh tôi, anh rể tôi ra đi vì chị, thì chồng tôi cũng không có sâu sắc. Mà chính anh là người bác sĩ, nhưng tôi nói bây giờ em là bác sĩ của anh không tin thì anh sẽ ra đi. Mà đúng, một ngày đẹp trời anh tôi bay về cõi vĩnh hằng rồi. Đó đó, đó là điều tôi rất buồn. Khi gia đình tôi một ai ra đi là tôi rất buồn. Bởi vì tôi nói với chị tôi á, chị không nghe em, sau này chị hối hận. Còn em chỉ chia sẻ cho chị uống thôi. Đó, bây giờ bắt buộc tối nay là thôi, ngày mai em gửi cho chị. Anh chị biết khi chia sẻ sản phẩm tôi không bán lẻ. Tôi nói là mua liệu trình uống để cho nó tốt mà mua của công ty. Chứ còn tôi cũng không có bán. Đó là điều mong muốn nhất. Hôm nay trên Zoom tất cả các anh chị em còn trẻ, chưa có bệnh thì mình uống hỗ trợ. Còn có bệnh rồi thì mình phải tìm hiểu cho kỹ, cho sâu sắc để cho mình uống. Đó là cái lời tâm huyết của tôi nhất. Và tôi mong muốn tất cả người dân Việt Nam hiểu được sản phẩm và dùng sản phẩm lo cho chồng con, cha mẹ, anh em. Đó là điều tốt đẹp nhất. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, vô cùng biết ơn, cảm ơn lời chia sẻ của cô Vũ Thị Ngoan, rất là tâm huyết ạ. Và cô Ngoan cho cháu hỏi một chút, cô Ngoan năm nay bao nhiêu tuổi và cô Ngoan đang ở đâu ạ? Dạ, xin thưa là tôi hiện nay tôi đang sống ở Đà Nẵng. Và khi mà tôi tư vấn sản phẩm cho họ là tôi đều check in địa chỉ hết á, địa chỉ nhà tôi để cho họ tin tưởng. Và tôi nói cái danh dự của gia đình tôi rất lớn nên không bao giờ tôi làm điều gì sai trái. Dạ vâng, vô cùng biết ơn cô. Và trong phòng Zoom của chúng ta là có một người vô cùng quan trọng. À, đó chính là tiến sĩ Nguyễn Văn Dinh đang ở trong khán phòng Zoom này. Cô bác anh chị chúng ta, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để dành cho tất cả các cô bác anh chị chúng ta có những cái sự tham vấn. Chúng ta sẽ cùng trực tiếp hỏi đáp cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Dinh. Cô bác anh chị nào chúng ta mong muốn hỏi đáp về điều gì ạ? Chúng ta có thể giơ cánh tay màu vàng lên ô cửa sổ chat. Nếu cô bác anh chị là những người mà chúng ta chưa biết cách giơ cánh tay màu vàng lên á, thì chúng ta có thể tự động bật mic và chúng ta giao lưu chia sẻ được không ạ? Vâng, xin mời cô bác anh chị. Chúng ta đang có những vấn đề gì về sức khỏe và muốn cải thiện như thế nào? Cô bác anh chị chúng ta có thể là giơ cánh tay màu vàng để Khánh Hòa được gọi được không ạ? Cháu cảm ơn cô Vũ Thị Ngoan nhé. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và chúc cô trao được thật nhiều giá trị cho cộng đồng nữa ạ. Để cộng đồng Việt Nam chúng ta ai ai cũng được khỏe mạnh. Cảm ơn cô ạ. Có cô bác anh chị nào chúng ta muốn giao lưu cùng tiến sĩ Dinh không ạ? Em thấy trên mục chat có anh Sơn hỏi tiến sĩ Dinh ạ. Dạ, vâng, xin mời anh Sơn. Em để cái... Em không để ý được cái mục chat ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Hải Hòa rất là nhiều. Xin mời anh Sơn, có thể bật mic. Sơn Hoàng ấy. Dạ, anh Sơn Hoàng. Cái tuần hôm hình như là buổi thứ 5 á, có cái nickname là Sơn Hoàng, cũng có muốn hỏi đúng không ạ? Và chưa được hỏi vì hôm đó chương trình rất là đông và rất là nhiều cô bác anh chị muốn hỏi mà hình như là không bật được mic ạ. Thì hôm nay anh đã bật được mic, anh hoặc chị đã bật được mic chưa ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, thì xin mời anh bật mic lên, anh có câu hỏi gì muốn giao lưu trực tiếp cùng tiến sĩ ạ? Alo, Zoom nghe được tiếng tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ vâng, được rồi ạ. Vâng, xin chào cả nhà Zoom, tôi xin lỗi nha, Zoom tôi là cái camera nó hư, tôi chưa khắc phục được. À, cho nên là tôi nhìn thấy nhà Zoom nhưng Zoom sẽ không nhìn thấy tôi. Thế xin giới thiệu, dạ, tôi là tôi là Hoàng Son, tôi là nữ chứ không phải nam. Tôi ở thị trường Yên Bái. Vâng ạ. Tôi ở thị trường Yên Bái. Tôi cũng là một trong những người ngầu sản phẩm Sibri.
Cho nên khi nói đến cái nấm chaga mà có xuất xứ từ Siberia thì tôi cũng đã yêu quá nửa sản phẩm rồi. Thế thì vậy thì hôm nay có xin hỏi tiến sĩ Dinh một chút. Tôi thì tôi hay đi sâu về sản phẩm, bởi vì khi làm gì, mình bán gì, mình bán mình thì sản phẩm phải tốt mình mới bán được mình. Thế vậy thì tôi muốn hỏi tiến sĩ Dinh về cái tính sinh học của sản phẩm mình trong vấn đề là khi điều chế. Đấy, thế nên là tôi muốn biết thêm một chút về cái tính sinh học của sản phẩm một chút thôi. Thế còn tất cả các thành phần thì ok hết rồi. Và tôi cảm thấy là rất là yêu nấm rồi đấy. Tuy rằng tôi chưa trải nghiệm, nhưng tôi trải nghiệm Siri năm nay năm thứ 3 rồi. Bản thân tôi là một bệnh nhân ung thư. Xin nói với lại em Khánh Hòa này như thế. Tôi cũng đã hưởng lợi từ sản phẩm Siri rất nhiều về thải độc. Thế nên là khi nói đến nguyên liệu ở vùng Siberia thì tôi quá quá yêu rồi. Thế xin hỏi tiến sĩ Dinh về cái tính sinh học của sản phẩm chút thôi ạ. Dạ, xin mời tiến sĩ ạ. Vâng, cảm ơn. Trước hết thì xin chào tất cả cô chú, các anh chị và các bác đã có mặt trong cái phòng Zoom của công ty cổ phần Đinh Ngọc buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta lắng nghe bạn một chuyên gia đào tạo, bạn Thủy Tiên đã đào tạo một cái sản phẩm, chia sẻ rất nhiều về các cái công dụng cũng như cái tác dụng của sản phẩm, cũng như là phân tích thêm các cái bệnh nền, bệnh lý bên ngoài và cái hướng điều trị. Xin cảm ơn cô Ngoài và cảm ơn chị Ngoan đã chia sẻ về cái tác dụng, về cái hiệu quả của cái sản phẩm Chagabatic. Quả thật thì cũng giống như mọi lần thôi. Nó làm cho em rất là vui, bởi vì đại diện cái thương hiệu của Chagabatic là đứa con tinh thần của nhà nghiên cứu, thì khi mà thấy những cái phản hồi của người bệnh ấy, quay trở lại những phản hồi về hiệu quả, thì thấy rằng là cái con đường mình đang đi, mình đang nghiên cứu nó đúng hướng. Và cái việc mà chính phủ cử mình đi sang Nga để nghiên cứu đấy, và mình đem lại một cái sản phẩm, một cái giá trị về mặt sức khỏe, có một chút gì đó được mang tính chất nhỏ, nhưng mà nó là cái cống hiến của cá nhân bản thân đối với cái bà con cộng đồng. Thế thì ở đây quay trở lại với câu hỏi của chị Son. Chị Son đúng. Em xin phép em gọi là chị hay là cô cũng được, cô Son chị, thì chị đi em cho nó trẻ đi. Chị dạ cán vâng. Bộ hưu chị Son thôi. Vâng. Chị vẫn xinh mà em cứ gọi chị đi. Tuyệt vời. Chị tắt camera mà chị vẫn cứ khẳng định là chị sinh thì chắc chắn là sinh rồi. Chị sinh mà em. Bởi vì con người sinh từ tâm hồn ra mà em, đâu phải riêng hình thức. Chị ơi, chị cảm ơn chị đã biết đến CBD. Cảm ơn chị đã dùng những sản phẩm CBD. Và cảm ơn chị đã đặt gần như là trọn vẹn cái niềm tin vào khi mà nói rằng là cái sản phẩm này, cái chaga nó không được gốc CBD. Thì ở đây, cái câu hỏi của chị thì về cái tính sinh học của sản phẩm thì đây là một câu hỏi nó không rõ nghĩa. Tuy nhiên rằng em có thể phân tích giúp chị một số cái ý như thế này, để chị có thể là hiểu rõ hơn về từ cái chaga nó là cái gì, nó có những cái hoạt chất gì, cái đặc tính sinh học của nó như thế nào, và khi mà bọn em điều chế nghiên cứu thì nó, cái cơ chế tác động của nó vào cái lần bệnh như thế nào để nó lại có cái hiệu quả như thế. Thế thì đầu tiên ấy, thì cái chaga thì chị biết rằng là nó chuyên gia đào tạo đã nói rồi, đúng không? Nó là một ký sinh trên cơ bạch dương và nó sống ở vùng rất là lạnh. Thì cái chaga này nó có chứa trên 200 cái chất hữu ích cho sức khỏe. Nổi bật của nó là nó có các loại vitamin B phức hợp này, vitamin D này, rồi các axit amin, chất xơ, calcium, magie, sắt, mangan, kẽm, và đặc biệt là chaga có rất là nhiều cái chất oxy hóa. Bạn Thủy Tiên, bạn đã phân tích về cái oxy hóa này rất là cụ thể. Cái chaga này nó có một cái hoạt chất, đấy là cái polysaccharide. Đây là cái chất kích thích và miễn dịch mạnh nhất từng biết đến thời điểm này nhé. Đến thời điểm này trên thế giới, tất cả các loại dữ liệu trên thế giới thì cái polysaccharide là cái chất mà miễn dịch mạnh nhất ở chaga. Đấy. Nó phòng chống rất mạnh mẽ các khối u lành tính và ác tính và làm giảm cái lượng máu và chất béo trung tính. Nó điều hòa được cái lượng đường ở trong máu và chữa lành vết thương. Ngoài ra thì cái chất này nó còn làm trẻ da làn da, trẻ hóa làn da. Và khi mà cái sử dụng cái hoạt chất, cái polysaccharide này,
thì các cái tế bào miễn dịch nó sẽ trở nên chủ động hơn này, nó mạnh hơn này, nó có hiệu quả trong việc tấn công và tiêu diệt các virus vi khuẩn có hại xâm nhập cho cơ thể. Đấy. Thế thì chaga nó còn hình thành, nó thúc đẩy cái sự hình thành của các là cytokine có ích, những protein nó chuyên biệt cho cái hệ điều hòa hệ thống miễn dịch ấy, và giúp cho cái bạch cầu của chúng ta lớn mạnh thêm này, và có thể ngăn chặn mọi tác nhân có hại từ bên ngoài. Thì cái này là cái mà cái đặc tính sinh học của cái chaga này, nó gồm có rất nhiều cái đặc tính. Bên cạnh đấy thì các cái dưỡng chất, các khoáng chất như axit amin, chất xơ, vitamin BD, kali, đồng, selen, kẽm, sắt, mangan, magie, canxi, nó rất là nhiều. Thế để khi mà nghiên cứu ấy, thì hiện nay ấy, thì ở bên Nga, nước Nga, nhất là viện Pasteur của Nga đang nghiên cứu cái thằng chaga này ra để làm thuốc, cái thuốc tân dược để hỗ trợ chữa nhá, chữa bệnh, thuốc tân dược ấy ạ, để chữa bệnh ung thư đấy, và gì ạ, và chữa cái bệnh tiểu đường. Thế về Việt Nam ấy, sau khi mà nghiên cứu xong thì về Việt Nam thì em cùng với các cái đội ngũ cộng sự, các cái nhà chuyên gia nghiên cứu của nhà máy dược phẩm Gia Nguyễn, cùng với cả kết hợp một số bác sĩ chuyên ngành về nội tiết, đã nghiên cứu cái sản phẩm chaga này kết hợp một số thảo dược. Thì trong quá trình nghiên cứu thì phân tích và test thử nghiệm thì mới thấy rằng là cái chaga betic này nó có 4 đến 5 cái cơ chế mà nó tác động vào. Cái thứ nhất là cái cơ chế sinh học đấy ạ. Nó tham gia vào quá trình cái phân giải carbon hydrate thành đường enzyme alpha và glucidase, từ đó là ngăn cản việc tạo thành cái gluco ở ruột. Cái đấy là cái đầu tiên mà cái đặc tính ở trong cái cơ chế của cái chaga nó tác động vào cái nền bệnh. Cái thứ hai nữa là nó ngăn cản gì ạ? Ngăn cản cái glycogen ấy, không phải là gluco nhé, nó chuyển hóa thành gluco ở gan và cơ, và nó làm giảm cái lượng đường trong máu. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, thứ tư thì em nói lướt qua, cái thứ ba nó cũng giống thôi. Thứ tư thì nó là thúc đẩy các cái hoạt động của các enzyme phân giải đường nhờ cơ chế tác động vào cái tế bào beta đảo tụy. Thì ở đây thì về bản chất thì chị hiểu rằng là chúng ta bị tiểu đường, con người ta bị tiểu đường, nó là chính là do cái tuyến tụy chúng ta bị suy yếu, suy giảm cái chức năng của tuyến tụy, có thể là bị viêm hoặc có thể bị rối loạn một số chức năng nào đó, làm cho cái tụy chúng ta không hoạt động tốt, từ đó nó không sản sinh ra được cái insulin. Và cái insulin nó chính là cái nhân tố mà nó làm gì, nó trung hòa cái lượng đường ở trong thức ăn và nước uống đi vào cơ thể của chúng ta hàng ngày, nó tạo ra gì ạ, nó trung hòa tế bào, nó tạo ra cái năng lượng hoạt động sống của chúng ta. Thì cái tuyến tụy của chúng ta yếu thì cái chaga nó tác động trực tiếp vào cái beta đảo tụy đây, để nó giúp cho hồi phục lại dần cái enzyme alpha đấy, phục hồi dần cái tuyến tụy. Thế thì từ đó nó làm cho gì ạ, làm cho cái chúng ta cái nền bệnh của chúng ta về tiểu đường ta dần dần được hồi phục. Và cái cuối cùng thì em muốn chia sẻ với chị đấy là nó kích thích cái đặc tính của nó có thể là kích thích và nó đào thải cholesterol và làm giảm các nguy cơ mắc biến chứng như là tim mạch này, như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, và từ đó làm ổn định các cái huyết áp và một số bệnh nền khác. Thì đấy là chia sẻ. Thật ra thì cái câu hỏi đặc tính sinh học sản phẩm nó cũng và không rõ lắm, nó không rõ và nó bao hàm rất là rộng đấy. Câu hỏi chị một câu hỏi chị xin lỗi em sĩ Dinh, em có chút. Thể là em có thể là phải nói đến cả một cái quá trình nghiên cứu. Đúng rồi, chị hỏi không đấy, được gãy gấp lắm. Và ok chị muốn yeah. Hỏi cái tiến sĩ Dinh vừa chia sẻ thì chị rất là ok rồi, tất cả các thành phần sinh học ở trong là ok. Không chị chat lên không rõ lắm, ý chị muốn hỏi là qua cái công nghệ sản xuất của mình, quá trình sản xuất đó nó không bởi vì cái quy trình công nghệ mình là sản xuất thuốc tây của nhà Gia Nguyễn, thế bây giờ cái sản phẩm của mình đưa vào thì tác động nhiệt nó có bị hủy diệt bất cái tính sinh học của các thành phần đó không? Ý chị là như thế, nên bởi khi chị tại sao chị yêu sản phẩm Siri là bởi vì này cái công nghệ người ta giữ được cái tính sinh học còn tươi sống ngủ đông, vậy nó rất tuyệt vời khi mình sử dụng và mình dùng bằng nước ấm nóng kích hoạt nó. Thì chị mong muốn cái sản phẩm chaga mình cũng giữ được như thế, nhưng chị e dè là cái nhà máy mình sản xuất ấy nó chưa đạt tới ở nitơ hóa lỏng á, thì cái nano đồng nhất hóa phân tử ấy chưa nó đưa đạt tới đấy.
đáng sợ là khi đưa vào cái quy trình sản xuất đó nó qua nhiệt nó bị tiêu diệt mất. Ý chị như thế, chị ơi đi sâu về kỹ thuật một chút. Rồi rồi, ok, em cảm ơn chị Son. Cái việc là cảm ơn chị đã lo lắng cho nhà máy và lo lắng cho sản phẩm, bởi vì là để một cái sản phẩm ra đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng của GMP, đạt chất lượng và tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới chị nhá, chứ chưa nói đến tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam đâu, thì nhà máy đây đã có những cái giải pháp, đã có những công nghệ rất là tiên tiến tối tân và để đạt được những cái chứng chỉ an toàn đấy. Cái thứ hai nữa là chị tìm hiểu thêm một chút cho em, tí chị search Google, chị tìm hiểu thêm chút cho em về công nghệ Vinang. Hiện nay thì cái quy trình công nghệ là khép kín của nhà máy, thì công nghệ thì nhà máy không tiết lộ, nhưng em có thể tiết lộ chị một chút là về sản phẩm có áp dụng một trong số những công nghệ, trong đấy là có công nghệ Vinang nhé, công nghệ Vinang để áp dụng vào cho việc sản xuất cái vỏ Vinang của chúng ta, khi mà đưa vào dạ dày, khi mà đưa vào các cái dịch hoạt axit, nó tác động như nào, nhanh hay chậm như nào, thì để trả lời câu hỏi của chị đấy. Cảm ơn chị Son rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là ở đây tiện ấy, xin phép MC tiện thì có một câu hỏi là hiện người bệnh đang điều trị ung thư dạ dày có sử dụng được Chagatix không, thì sử dụng tốt, chị không biết anh hay chị Hoàng Khuyên nhá, sử dụng rất tốt. Vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Và có một bác nữa trên màn hình, cô bác anh chị cũng như là chị Son đã được nghe tiến sĩ Tinh phân tích cũng như là giải thích là rất kỹ về tất cả các thành phần rồi đúng không? Chúng ta nghe, chúng ta là càng nghe chúng ta càng cảm thấy là cái sản phẩm này nó vô cùng tuyệt vời đúng không? Trên màn hình thì Khánh Hòa có nhìn thấy phòng Zoom của bác Quyết BK78 ạ. Vâng, xin mời bác bật mic. Bác có chút vấn đề hỏi về tim mạch đúng không ạ? Dạ vâng, cháu mời bác Quyết bật mic ạ. Vâng, lời đầu tiên thì xin cảm ơn tiến sĩ Dinh, cảm ơn ban tổ chức chương trình, cảm ơn MC xinh đẹp. Thì tôi thì tên là Phạm Ngọc Quyết và ở Bắc Cạn, thành phố Bắc Cạn. Thì năm nay cũng 66 tuổi rồi. Cái kết quả mà nấm Chaga ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ vài lần rồi, hôm nay tôi không nói nhiều nữa. Nhưng mà phải nói là nó rất là kỳ diệu, vì 3 năm tôi sống chung với thuốc, đó là sổ khám bệnh của bệnh viện. Thế nhưng mà nó không giảm, nó cứ 167, 150. Thế nhưng mà từ khi mà bị cái chứng mà tai biến, thì tôi uống cái nấm Chaga này bây giờ nó ổn định hơn một tháng nay, là cứ 3 ngày tôi đo một lần huyết áp nó giảm, còn có 102/8 thôi. Thế bây giờ thì tôi còn cái chứng bệnh là bệnh tim mạch. Thì cái tim mạch này nó cũng xuất phát từ bệnh huyết áp thôi. Thì sau khi tôi hiểu là dòng máu của mình bị ô nhiễm, bị bẩn, thì nó sẽ sinh ra tim mạch. Và hiện nay thì tôi chỉ còn khó khăn mỗi cái tim mạch thôi, là cứ động một tí là nó nhọc lắm, mà nó không muốn làm cái gì cả. Cho nên nó mà cái tim mạch thì nó là một tên sát thủ thầm lặng, tôi hiểu vậy. Có thể mình tim mình nghỉ ngơi khoảng 5 phút là mình xong rồi. Cho nên tôi rất lo ngại, thì tôi hỏi tiến sĩ Dinh là cái sản phẩm nấm Chaga này uống liên tục độ vài ba tháng như vậy thì nó có cải thiện được cái bệnh tim mạch không ạ? Tôi rất là mong được cải thiện cái bệnh tim mạch. Thì đấy ạ. Cảm ơn và cảm ơn anh Quyết. Cảm ơn chú Quyết nhỉ. Rồi. Nói chuyện với chú rồi, đã gặp chú rồi. Chú Quyết ơi. Cảm ơn chú về những cái chia sẻ về cái hiệu quả của cái Chaga đối với cái tác dụng đối với bệnh của chú. Từ một người bị tai biến mà đến bây giờ chú khỏe mạnh, chú đi lại rồi là chú có thể là hàng ngày lan tỏa cái giá trị sức khỏe đến với của Chaga đến cộng đồng. Đấy là điều mà bản thân cháu và mọi người cũng mong muốn và rất là vui và chúc mừng chú. Vấn đề về tim mạch thì chia sẻ của chú như này này. Chaga thì nó có rất là nhiều các cái hoạt chất để nó hỗ trợ các cái nền bệnh khác nhau. Thì nó có trên 215 cái hoạt chất cơ. Thì trong đấy thì nó có một cái công dụng của Chaga, đấy là công dụng chống đột quỵ. Nó lý do nó bởi cái khả năng lọc và giảm gluco trong máu rất hiệu quả, đồng thời nó làm tan cái mỡ máu, giúp cho chú luôn ổn định được cái huyết áp. Do đó mà do nó có cái chứa cái hàm lượng hợp chất talin và các loại axit vô cơ. Thế nên là
là cái chaga này nó hỗ trợ cho chú được về cái tim mạch rất là tốt, chú cứ dùng đều và ổn định cho cháu thì dần dần là cái nó huyết áp nó ổn định, tim mạch của chú sẽ ổn định chú nhá, chú yên tâm với chỗ đấy. Vâng, tôi uống rất đều đặn ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Dinh nhá. Dạ vâng, cảm ơn chú Quyết và cảm ơn tiến sĩ Dinh đã chia sẻ rất là cụ thể. Cảm ơn chú Quyết và chúc mừng chú rất là nhiều. Chúc chú và gia đình luôn khỏe mạnh và chúc chú lan tỏa thật nhiều giá trị của nấm chaga vết tích đến cộng đồng ạ. Trong phòng Zoom thì còn có rất là nhiều cánh tay giơ lên, rất là nhiều người mong muốn được giao lưu chia sẻ cũng như là tham vấn trực tiếp với lại tiến sĩ Dinh. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ còn 2 phần nữa để đi mà tên cô Khánh Hòa rất là mong muốn cô bác anh chị chúng ta cùng giao lưu chia sẻ vào buổi sau được không ạ? Và phần tiếp theo thì Khánh Hòa rất là mong muốn cô bác anh chị chúng ta đến với một phần cũng giao lưu chia sẻ vô cùng là tuyệt vời. Khi chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ...